Hương xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Hương trở lại với video về cái chuyến đi trải nghiệm bằng xe điện qua bên San Francisco Đi của học đi Kelly. một ngày đàn học một Thì tràng mặc dù cơm Kelly hả? sống ở Mỹ khá lâu rồi nhưng mà Rồi bây Kelly giờ cũng chưa là bao đi. giờ trải Ờ nói nghiệm thế cái nào chuyến chia đi cho mình xe nghe nào. điện như thế nào. Thì đây là lần đầu tiên Kelly tháp tùng đi với lại Hương đi qua bên San Francisco, bởi Rồi vì bây ngày giờ hôm lại nay mua là ngày vé. birthday của Kelly. Thì đây là cái máy, sau khi mình đổi tiền thì bây giờ mình sẽ bỏ tiền vào trong cái máy này để mà mình mua cái thẻ, để mà mình vào trong cái cổng của cái xe điện. Thì đây là Cho những cái cái trải thẻ nghiệm đó mà Kelly đi sẽ từ có của ngày hôm nay. Thì mời cả nhà cùng bắt đầu theo dõi cái video này. Ủa, vậy là một lần thôi hả? Sao kỳ vậy? What happened? Yeah, that's good. Thông minh. Okay, let's see. Okay, bring out thôi. Tại vì đằng nào ấy nữa thì cũng đủ tiền qua San Francisco rồi. Bring out ở đâu vậy? Đi quay. Rồi, bây giờ em làm thêm một lần nữa cho chị. Cho nên mình không biết được. Ê, không được, không được. Theo lời cái nào mà có mũi tên xanh thì nó không được mà. Ủa, cái này hình như là cái này nè, theo lời. Đi vô đi. Máy này đi. Sau khi mà mình để thẻ, mình qua được cái cổng rồi, thì bây giờ tụi Hương sẽ đi lên phía tầng trên và mình sẽ chờ xe điện đến. Thì cũng hên, có nhiều khi mình đến mà mình chờ cũng mất hết khoảng chừng 7 đến 10 phút thì xe điện mới đến. Nhưng mà hôm nay rất là hên, tụi Hương vừa lên thì xe điện cũng vừa đến luôn. Thì nó có nhiều tuyến xe lắm, nó có nhiều chuyến để mà đi lắm. Thì bây giờ xe nó cũng đã đến rồi, thì tụi Hương sẽ bước lên chiếc xe điện này. Và nó đi rất là nhanh. Tụi Hương thích đi qua bên San Francisco bằng xe điện, bởi vì nó không bị kẹt xe, mà nó chỉ có một cái con đường thẳng để mà nó đi qua San Francisco mà thôi, cho nên là nó cũng thuận tiện lắm. Thì bây giờ Hương mời cả nhà mình cùng theo dõi tiếp cái video tụi Hương qua bên San Fran làm gì nha. Rồi, các bạn thấy không? Một chiếc xe như vậy nó rất là dài, có nhiều khoang, nhiều toa lắm. Thì mình đứng ở đâu mà cánh cửa đó nó mở thì mình sẽ bước lên cái toa, cái khoang đó. Thì bắt đầu mình sẽ bước vào bên trong, cả nhà thấy rất là rộng rãi không? Cái ghế màu vàng là dành cho người già, và bên đây thì dành cho những người mà bà mẹ đang mang thai. Và tụi mình thì ngồi vào những cái ghế mà bình thường. Thì bây giờ xe nó đã ổn định rồi, thì bây giờ xe bắt đầu lăn bánh qua San Francisco. Rồi bây giờ xe điện đã dừng tại San Francisco, một cái chỗ trung tâm mua sắm, một cái mall lớn nhất tại San Francisco ở đường Power. Thì tụi Hương sẽ bước ra xe điện và đi vào bên trong này. Thì xe điện họ vẫn chạy tiếp đến một cái điểm khác của cho người khác, thì tụi Hương sẽ xuống ở đây. Và Hương Kelly có hẹn chung với lại một anh nữa, thì anh Fred làm chung, hẹn gặp nhau ở cái mall này. Thì bây giờ đang liên lạc với nhau để tìm ra được anh Fred ở đâu. Rồi, sau khi tìm kiếm rồi thì cũng được ra anh Fed rồi. Thì bây giờ cả ba người sẽ bước ra ngoài đường, chuyển đến một cái mall khác, một cái chỗ bán vàng bạc đá quý. Thì ở đây thì Kelly với anh Fed sẽ tìm hiểu những cái sợi dây chuyền mà Fed và Kelly muốn mua. Nó chờ tiêm tiêm xui nó mới mở. Tôi nó đặt nữa tao. Cái này của gì ta? Lúc trước thì đi qua đây nha. Mỗi sáng luôn. Cái này
thấy đâu sợ gì đâu. Sinh nhật của mình chơi đi, vui vẻ gì. Nó nói nữa trọng, cứ tối dậy sinh nhật cái gì vậy. That's a lot of money. How much it's for that? 18 carat and it's heavy. This is 62 grams. Thế thì em có thể trả mình để em có thể phát hành được thao bát cho em chưa? Trời ơi, anh đi mua vé trả. Are you Vietnamese? Cái sợi dây chuyền này là 11. So be careful, I understand a little bit. Sợi dây chuyền này là 11.000. Okay. Bởi vì nó có it's diamond this xung quanh nữa. À, cái hạt tắm thôi, diamond hạt tắm thôi. Cái này tại vì Italian style. Italian, yeah, you have to know how to put it. Vậy làm sao mình lật cái mấy cái diamond ra đó theo liền? Em đúng rồi, được rồi. Yeah, you have here and you have here. Diamond chất. Not for all, everyone. Ở đây thường có một size. That's okay. Yeah, because she didn't. Close, yeah, no, I didn't close. I just want to put in this side one and then all the side one. Yes. One for one side. That is just a little bit diamond, not much. Yeah, but I don't see a diamond. I have one, but it's not 18. Nhưng mà sao mà carat nó tới cái gì mà mắc dữ vậy chị? Carat nó bao nhiêu một ấy mà sao cái này tới 11.000 dữ vậy? Tại vì cái này dạng của tiếng nó khác, nó bán ghê, nó bán thấy giống như Việt Nam bán hào. Sau khi thăm hỏi thì cô bán hàng cổ cho cái discount 20% off thì của 10.000 mấy 11.000 thì off xuống là còn lại 8.720. Cái sợi dây chuyền hồi nãy Kelly mới vừa đeo thử, nếu mà 20% off tụt xuống thì còn lại là 8.720. Đây là cái sợi dây chuyền của Kelly muốn mua đây. Còn cái sợi kế bên mà có cái mặt mà cái cây ngang này á, là sợi anh Phép thích, anh Phép muốn mua cái sợi này. Rồi sau khi mà từ cái tiệm vàng đi ra thì tụi này sẽ chuyển đến ra ngoài và sẽ đi qua bên cái nhà hàng để mà ăn. Thì trên đường đi như vậy thì Hương có cái vui thôi nha. Cái này là vui thôi chứ không phải là khoe của khoe gì của anh Phép hết. Nhưng mà tụi Hương chết hài hước thôi, chết for fun thôi. Thì bây giờ cả nhà mình cùng lắng nghe Hương review những cái bộ đồ, những cái gì của anh Phép trên người nha. Cái giỏ, cái hand bag bao nhiêu? Cái giỏ này mua lâu rồi, cái giỏ này một cũng mua hơi lâu rồi. Không cần lâu hay mới, nhưng mà bây giờ bao nhiêu? 2.500. Cái hand bag hiệu Gucci, lật cái mặt cho em coi cái nè. Đó, Gucci 2.500. Nhưng mà lâu rồi. Ok, and then cái áo khoác. ngàn mấy chắc 1.200. Cái đèn len coi, cái áo cái này lâu rồi, kiểu thoải mái. Cái áo khoác là 1.000, 1.200. Ok, lâu rồi. Rồi lâu bây, rồi em biết rồi. Cái áo này là áo hiệu gì? Hiệu ơi, cái này nè, hiệu này hiệu gì trời em? Cái gì vậy? Hiệu ý. Cái áo đó nhiêu? Áo này chừng 200. Cái quần là hiệu Docker hả? Hiệu Armani. Armani hả? Quần cộng dây nè. Quần quang quần jean hiệu Armani. Armani bao nhiêu? Cái này 250. 250 cái quần. Cái 400. Cái dây nịt 400. Đôi giày 500. Cho em có đôi giày coi. Màu xin à. Ok, đôi giày hiệu gì? Mochino. Ờ, Mochino. Đó. Đôi giày hiệu 500. 400 mấy à? Rồi cho 500 đi. Quan trọng là cái bóp của ảnh nè. À, chiếc nhẫn. Nó chiếc nhẫn này đang mua lâu không biết rồi. Thì chiếc chiếc coi chiếc nhẫn này có 1.000 mấy 2.000 đó, đó chiếc nhẫn này bình thường đơn sơ cho có rẻ tiền đó, cũng hạt xoàn lấp lánh luôn đó, trên người đi đó, trên người đó, trên người anh Phát sơ sơ thôi nha, là thấy là 5.000 có luôn á. Để sắm cả dây chuyền luôn đi. 5.000 mấy sợi dây chuyền nữa chi đó. Giờ vô tiếp cái shopping này. Cái này kêu là window shopping, cái nhà đi dòm thôi, không có đi mua. Nó gọi giá rồi đi giá.
Rồi bây giờ thì ba người sẽ bước lên Uber và đi đến nhà hàng Seafood. Thì tụi Hương sẽ ăn dinner ở chỗ này. Đó, bây giờ để vào nhà hàng này ăn đây. Anh Pet đang đây, Kheo Lì đây. Rồi đi vào nhà hàng đây. Nguyên con cua luôn nha cả nhà. Hả? Dưới đây nó có nguyên cái sảnh đẹp để sợ luôn nha. Có nó trồng cây đẹp không Kheo Lì? Tươi quá ha. Chị thích cái chậu trầu bà đó đó. Trầu bà nó tươi quá, nhiều trọng người ta. Mua đem về được mà Kheo Lì. Đi Uber mà. Nhưng mà ở đây mắc lắm chị ơi. Chị mua chị đừng mua xong hơi sức cơ, xong hơi sức cơ mất. Woo. Cái điện thoại cẩn thận. Rồi trong khi chờ đợi món ăn order sắp sửa ra thì tụi Hương bắt đầu nhâm nhi một ít nước có ga như thế này. Thì Hương thì không có uống được rượu, cho nên là Hương sẽ gọi một cái chai nước có ga này để mà Hương và anh Phét uống. Còn Kheo Lì thì uống rượu. Đây, anh Phét và Kheo Lì uống rượu, còn Hương thì không có uống được. Để cái này là mango sao đấy? Anh thấy mango cái gì chắc có mấy miếng? Có mấy miếng nhỉ? Không có cascara lắm. Trời. Món này là mực chiên giòn. Xong rồi ba đứa gọi ba con cua với hương vị khác nhau. Cua này là với garlic phải không anh? Nó kia là sao? Phải là roast. Món này là nướng. Và cái này là đứng đậm nhất trong thịt. Salt and pepper. Còn cái này là me, cua rang me. Cái đồng góp với không? Còn tơ rắc lì cơ mình là chọn cua mà mấy bữa anh cũng đã ăn rồi. Em ăn thử cái miếng này cho nó ngon như thế nào. Không biết làm cách nào. Nó bự không biết làm cách nào đi Kheo Lì. Ăn cái nào trước hả? Nó bự quá không biết ăn cách nào với con Ready to Start. Dở cái mua lên đi. Sau khi đá sạch bây giờ thì ba đứa đang ngồi chờ nhà hàng đó, nó có một cái phần dessert là cái phần tráng miệng cho Kheo Lì hôm nay, birthday của Kheo Lì. Happy birthday Kheo Lì. Thank you mọi người nha. Thank you mọi người. Cái này bà nè, cái này là size size. Cái này là đáng ra nó phải làm cục bên này nữa mới cho Kheo Lì. Đây nè, anh Bác. Bác. Coi coi. Đây giống là đi cái đầu đó. Dữ gì vậy? Cái này không hiểu luôn. Không lâu cũng được. Không lâu anh cũng được. Anh đi gái, không được. Còn có người chia hai chai kia để xôi chứa. Đó là ice cream. Đó là kem, chú kia nữa. Cũng giống như Kheo Lì, tính cho Kheo Lì. Rồi, hôm nay anh Pet thanh toán. Thank you anh Pet nhiều. Happy birthday. Happy birthday Kheo Lì. Thank you anh nhiều. Thank you. Happy birthday Kheo Lì. Anh Phép trả tiền ngày hôm nay. Còn Hương thì ăn chắc enjoy. Hương thì chắc enjoy.